thường trải qua những sự kiện như vậy, thất bại thuở ban đầu và tiếp nhận sự thay đổi lớn. Ví dụ, trước khi đưa Maxi trở thành một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại Mỹ, nhà sáng lập của nó, Roland Hussey Maxi, đã từng có thời gian cố gắng mở 4 cửa hàng bán thực phẩm khô trong hơn 10 năm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhịp sống kinh doanh kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp. Chào nha, chào. Anh uống nhiều rồi, lái xe sao nổi? Để em lái xe cho. Không sao đâu, anh chỉ uống có một chút thôi à. Để anh lái cho. Có người kìa, có chân. Ôi trời, em tôi. Hãy nghĩ đến cuộc sống của bạn và người khác. Không lái xe sau khi uống rượu bia.